Quang Lộc xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đang cùng đến với show ZAH, nơi quý vị có thể gặp gỡ với những nghệ sĩ nổi tiếng để nghe họ chia sẻ những góc nhìn chân thật nhất về cuộc sống và công việc của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một MC mà Quang Lộc nghĩ rằng đã rất là quen thuộc với khán giả truyền hình. Xin được giới thiệu MC Thanh Vân Hugo. Xin chào Quang Lộc và xin chào quý khán giả. Xin được cảm ơn chị Vân Hugo ngày hôm nay đã tham gia, nhận lời tham gia chương trình. Có lẽ là trong thời gian qua thì mọi người khá là bất ngờ khi mà thấy chị có tên trong 30 chị đẹp tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Chị có thể chia sẻ lý do mà mình đến với chương trình này không ạ? Thực ra là chị cũng bất ngờ luôn á. Khi mà nhận được lời mời của bên chương trình ấy, thì là mình cảm thấy rất là kiểu câu đầu tiên là what? Tại sao lại là mình ấy? Yeah. Tại vì thực sự là mọi người cũng biết là đây là một cuộc thi mà dành cho những ca sĩ và những người mà có khả năng trình diễn cũng như là vũ đạo cũng như là có một cái giọng hát hay. Thì đối với mình mà nói thì nó là một cái vinh dự, bởi vì thực sự là nghe cái tên của chương trình thôi là Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là nó đã là một cái gì đấy, nó làm cho mình có cảm giác nó rất là tự hào rồi. Yeah. Đó thì những người mà nhận được lời mời tham dự chương trình thì cũng đều là những người bạn bè thân thiết của Vân ở trong nghề. Tức là trong 30 chị đẹp thì Vân cũng phải chơi với chắc phải đến 20 chị mất. Còn lại 10 chị thì vào chương trình thì mới có cơ hội được gặp ngoài đời. Thế nhưng mà thực sự là khi mà bước chân vào một cái ngôi nhà chung mà với những người chị em thân thiết trong nghề cũng như là trong cuộc sống, có cả những người bạn thân của Vân ngoài đời nữa, thì mọi người rất là vui và có một cái sân chơi cũng là một cái trải nghiệm đáng nhớ và cực kỳ thú vị trong cuộc đời của mình. Dạ, yeah. Có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái cơ hội để thử thách chính bản thân mình đúng không ạ? Và mặc dù là quen với rất là nhiều chị đẹp khác, nhưng mà khi vào một chương trình thì sẽ có những cái sự cạnh tranh với nhau. Thì điều đó có làm cho chị áp lực không? Và ấn tượng của chị về 29 chị đẹp khác như thế nào? Người nào để lại cho chị cái ấn tượng sâu đậm nhất sau những cái buổi gặp gỡ đầu tiên? Thực sự với Vân ấy thì tại vì mình không phải là một ca sĩ, nên là khi mà mình đến với cái chương trình này thì hoàn toàn cái tâm thái của mình là để trải nghiệm và để học hỏi. Và bởi vì là đây là một cái kỹ năng mà mình phải trau dồi rất rất là nhiều. Bản thân mình cũng không phải là người dám tự tin ca hát trước công chúng đâu ạ. Nhưng mà thực sự là nhờ có chương trình này mà mình đã dám thể hiện cái giọng hát của mình. Bình thường thì chỉ dám cho bạn bè nghe karaoke thôi hoặc là hát cho gia đình nghe thôi. Nhưng mà thực sự là cũng được mọi người động viên rất là nhiều. Và mọi người nói là thực ra nếu mà ca sĩ tham gia chương trình thì là chuyện rất là bình thường rồi. Yeah. Nếu mà mình là MC, mình là diễn viên mà mình lại dám thử thách mình trong một cái lĩnh vực hoàn toàn mới thì nó sẽ là một cái điều thú vị cho khán giả, và nó cũng sẽ là một cái góc nhìn khác của mọi người về Vân. Nên là khi mà mình đến với chương trình thì mình học hỏi rất rất là nhiều từ những cây đa, cây đề, những người chị ở trong nghề, và đặc biệt là những người ca sĩ mà mình ngưỡng mộ từ lúc mình còn nhỏ. Thì khi mà tham gia vào chương trình này, mình mới được có cơ hội được gặp gỡ những vị thần tượng đó, được nói chuyện với các chị ấy và học được rất rất nhiều những cái điều tuyệt vời. Cho nên là như Quang Lộc nói là về sự cạnh tranh ấy, yeah, thì đối với Vân thì nó không có. Vì với Vân thì nó chỉ có sự học hỏi và biết ơn thôi. Yeah. Vậy thì chị tự tin điều gì nhất khi mà đến với chương trình này và chưa tự tin điều gì nhất? Chắc là nếu mà để nói về tự tin thì chắc là mình chỉ dám nói một điều là mình rất là chân thành và mình rất là hòa đồng, và mình mang cái tinh thần học hỏi để đến với chương trình. Thế đâm ra là mình cảm thấy như là mỗi một ngày trôi qua trong cái quãng thời gian vừa rồi của mình tham gia với Chị Đẹp ấy, nó đều rất là ý nghĩa, rất là đáng nhớ. Mặc dù nó rất là mệt mỏi nhưng mà mình đã cố gắng 100% bằng cái sự nỗ lực của mình. Có những cái ngày quay từ 8 giờ sáng hôm trước mà đến 6 giờ sáng hôm sau, mọi người hình dung nổi không? 22 tiếng đồng hồ liên tục. Mà thực sự lúc đầu là các chị đẹp đẹp lắm, mọi người rạng rỡ lắm. Nhưng mà đến cảm giác đến sáng hôm sau rồi, ôi, em không tưởng tượng nổi, mọi người nằm la liệt khắp nơi trong trường quay ấy, có nghĩa là quá mệt. Thực sự ngày hôm đấy là một cái ngày mà chắc là cả cuộc đời này mình không quên được ấy. Nó quá mệt mỏi và mọi người lúc đấy là thôi không còn ai quan tâm gì đến ngoại hình nữa. Đẹp đến mấy đẹp đến tầm đấy là không ai thiết tha để nữa. Rất là thương mọi người mà cũng phải nể mọi người nữa. Yeah. Tại vì thực sự là chị chưa bao giờ tham gia bất cứ một cái game show nào mà quay vất vả như thế. Bản thân mình là một MC và mình cũng đã từng trải qua rất rất nhiều những chương trình ở trong cuộc đời làm nghề của mình. Nhưng mà đúng thật là quá nể phục cái năng lượng cũng như là cái sự bền bỉ của mọi người ấy. Em không tưởng tượng nổi đâu, mọi người chấn thương nhiều lắm. Dạ, yeah, vậy hả chị? Theo tham gia chương trình này là gần như mọi người bỏ qua hết những cái gọi là nhan sắc hay là những cái liễu yếu đào tơ của mình để bước chân vào những cái thử thách phải nói là rất khó khăn và rất khắc nghiệt.
thậm chí nhá, mình không dám nói trước, nhưng mà đại khái có một người mình rất nể trong chương trình, rồi mình không dám là tiết lộ ra thông tin, nhưng mà bạn ấy là một người nổi tiếng về sự xinh đẹp, dữ dáng, thế mà sau chương trình là té le tất lướt, là bập bầm dập, ôi dồi ôi, nói chung nhìn thương ơi là thương luôn. Mình thì không bị đến nỗi như thế, nhưng mà thế mình mới thấy là nể phục cái sự cố gắng và cái sự quyết tâm của mọi người trong việc tập luyện rất là nghiêm túc. Có thể thấy là để mang đến những cái phần trình diễn tốt nhất thì người nghệ sĩ sẽ phải tập luyện rất nhiều, và như chị Vân nói là có cả những chấn thương, những sự đổ máu, thậm chí đổ mồ hôi sôi nước mắt đúng không ạ? Vậy thì chị đã sắp xếp rèn luyện như thế nào để mà có thể hòa nhập được với chương trình? Mọi người hình dung không? Ví dụ như trước một cuộc leo núi ấy, là mình sẽ phải chạy bộ vòng quanh hồ chẳng hạn, thì cái này nó cũng y như thế. Trước khi mà chương trình diễn ra là bọn Vân và tất cả những chị đẹp khác đều đã phải có những bài tập luyện riêng của mình. Nghĩa là ngày nào mình cũng sẽ tập luyện cùng với thầy giáo của mình. Thầy giáo của mình thì là quán quân của cuộc thi, rất là nhiều cuộc thi về nhảy đó, So You Think You Can Dance. Nói chung là mình không biết nói sao, nhưng mà rất là cảm ơn thầy. Thầy rất là trẻ thôi, nhưng mà thầy đã cùng với mình tập luyện trong rất là nhiều tuần trước khi mà chương trình diễn ra. Tức là mình đã được học vũ đạo trước này, rồi bản thân mình cũng tự chủ động đăng ký những cái lớp học như là yoga dây hay là múa cột để mình tập trước những cái kỹ năng đó. Cộng thêm với việc là mình cũng học piano thì mình đã học từ trước rồi, và mình học thêm thanh nhạc. Tóm lại là thật sự mà nói, mọi người nhìn một ca sĩ trên sân khấu, mọi người nghĩ là đẹp tỏa sáng đấy, nhưng mà mọi người không thể hiểu được là để đánh đổi một vài phút có một cái phần trình diễn tốt đẹp như vậy thì họ đã phải đánh đổi bao nhiêu thời gian trước đó để tập luyện, cũng như là học thêm rất là nhiều những kỹ năng để có thể có được cái phần trình diễn như thế. Thì với Vân mà nói thì cái quãng thời gian này nó rất đáng nhớ, bởi vì là mình được trải nghiệm ở một gọi là gì nhỉ, mình được sống với cuộc sống của một ca sĩ, mình được sống với một cái lịch làm việc khác hẳn trước đây. Bởi vì với một MC như Vân thì cùng lắm là chỉ giữ dáng và giữ giọng thôi, nhưng mà ca sĩ thì không hề như thế đâu mọi người ạ. Eo ơi, quá nhiều tiêu chuẩn luôn. Ta vừa phải đẹp, vừa phải gầy, vừa hát hay, vừa phải múa giỏi, mà lại còn vừa phải khéo léo nữa, phải biết cái ăn nói nữa. Nghĩa là cái phần ăn nói của mình nó chỉ chiếm khoảng tầm 5% trong số tổng số những gì mình cần phải học, thì 95% còn lại nó quá là, thực sự với mình nó hơi quá sức. Và đến thời điểm này thì mình cũng vẫn nói cái sự nể phục của mình đối với những người làm nghề ca sĩ và những người làm nghề dancer, những vũ công trên sân khấu, vì thực sự họ quá giỏi mọi người ạ. Vậy thì chị có lo lắng không, nếu lỡ nhá, chẳng may mà mình không có một cái phần trình diễn như ý, một gặp một cái sự cố gì đó và chẳng may bị cộng đồng mạng ném đá thì sẽ như thế nào? Thực sự thì Vân cũng rất là hiểu cái áp lực đó, bởi vì với một ca sĩ bình thường thì họ đã phải trải qua bao nhiêu năm trong nghề rồi, họ đã có rất nhiều lần được trình diễn trước công chúng rồi. Nhưng mà với những người như Vân hay là các bạn khác trong chương trình làm không phải làm ca sĩ, thì trong chương trình còn có người mẫu này, diễn viên này, rồi nói chung là mọi người sẽ đến từ những ngành nghề khác nhau chứ không phải chỉ có ca sĩ, nên là mọi người cũng sẽ gặp áp lực như Vân thôi. Thật sự là rất là khó, và đặc biệt với những người đã có tên tuổi còn khó hơn nữa, vì họ phải duy trì được cái phong độ của mình và phải làm sao để mọi người khi xem chương trình không thấy là họ bị suy giảm so với những người khác. Thế nên là mỗi người đều có một cái áp lực riêng, không ai giống ai cả, nhưng mà thực sự vào chương trình này ai cũng áp lực, ai cũng sơ sát, ai cũng mệt mỏi, ai cũng căng thẳng, nhưng mà vượt lên trên tất cả thì vẫn là cái tinh thần thép của các chị em. Và vì sao mà nó có cái từ đạp gió dễ sóng, thì khi mà mọi người xem thì mọi người sẽ thấy được hết cái sóng gió đến với mọi người tham gia chương trình này. Vậy thì không biết là nếu mà ngược lại, chị có thể ở lại đến cuối cùng của chương trình và nằm trong cái đội hình debut, vậy thì liệu rằng sau đó chúng ta sẽ có một Thanh Vân ca sĩ hay không ạ? Với Vân ấy thì mọi cái danh xưng mọi người đặt cho mình đều trân trọng và mình cảm thấy biết ơn. Ví dụ như cái Vân Hugo, cái tên Vân Hugo của Vân ấy cũng là mọi người đặt cho Vân, chứ không phải là tên Vân tự lấy. Tên của Vân lúc nào chỉ là Thanh Vân thôi, nhưng mọi người lúc nào cũng phải thêm chữ Hugo vào mới được ấy. Thì đâm ra là mình thấy cũng vui, tại vì trong showbiz có quá nhiều Thanh Vân rồi, và cũng có quá nhiều Thanh Vân ở những cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà riêng với cái nghề của Vân là nghề MC thì có chị Ốc Thanh Vân và Vân, thì ít nhiều gì đó thì hai chị em cũng đã có được những cái dấu ấn nhất định trong cái cuộc đời làm nghề của mình. Và hy vọng là sau chương trình này thì biết đâu đó mọi người lại nhìn thấy ở Vân một cái khả năng khác. Mình không dám tự tin để nói trước, nhưng mà mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Và thực sự là với chương trình thì mình cũng chưa thể hiện được hết. Mình cũng mong mình có nhiều cơ hội hơn nữa để mình có thể cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật cũng như là cho khán giả. Vì thực ra năm nay Vân cũng gần 40 rồi, năm nay 39 rồi,
không còn nhiều thời gian nữa đâu mọi người ạ. Nên là mình phải cố gắng tranh thủ. Dạ, chị nói vậy thôi chứ nhìn chị Thanh Vân Hugo vẫn rất là trẻ luôn quý vị. Cảm ơn em. Và không biết là chị đã xem phiên bản gốc của chương trình này chưa? Đó. Và đặc biệt là trong mùa gần nhất thì chúng ta có một đại diện đến từ Việt Nam là Chibu cũng đã tham gia và đạt được một số những thành tích cũng khá là tạo được ấn tượng tốt với mọi người. Mặc dù giọng hát thì có thể vẫn gây tranh cãi rất nhiều, nhưng mà cái sự thành công của Chibu trong chương trình này là chúng ta cũng đã nhìn thấy. Không biết là chị nhận thấy như thế nào về điều này? Nói về Chibu thì thật sự cô bé hàng xóm của Vân, cô bé hàng xóm từ năm, Vân vẫn nhớ là bé từ năm bé học lớp 7 là bé đã sang nhà Vân chơi rồi. Và hồi đấy là nhà Vân với nhà bạn ấy là ở trong cùng một khu. Thì hồi đấy mình nhớ là cô bé rất là xinh, và hồi đấy mình đóng nhật ký vàng Anh thì bạn ấy sang và bạn ấy nói là bạn ấy rất là mong được sau này được nổi tiếng như chị. Thì hồi đấy mình thấy đáng yêu lắm ý, mình mới nói Chibu là em đáng yêu lắm và chị tin là sau này em sẽ thành công, vì là ở em ấy toát lên sự thông minh ý, và sự cầu tiến. Rất nhiều năm sau mình gặp lại Chibu thì bạn ấy đã thành công ở cương vị diễn viên đóng 5S online. Và hồi đấy thì mình cũng đã đang làm nghề được khá là lâu rồi. Thì hồi đấy mình và bạn ấy lại đến một cái khu nhà khác thì lại gần nhà nhau tiếp ở trên đường Xuân La. Tức là mình với Chibu có duyên với nhau lắm. Yeah. Từ nhỏ đến lớn thì mình rất là động viên Chibu và mình nói là em đang đi trên một con đường rất là chuẩn, và những gì bạn ấy làm thì mình đều thấy là bạn đặt cái tâm vào đấy. Thật sự mà nói Chibu là một cô gái rất có tài, và cái sự nghị lực bản lĩnh của bạn ấy là cái điều mà Vân không phục. Và vượt lên trên tất cả thì bạn ấy vượt qua rất nhiều những lời dèm pha. Cái đấy là cái mà mình phải công nhận là Chibu rất là bản lĩnh. Sau đó thì có cả những lời chê nữa, lời chê bai rất là nhiều luôn, mà bạn ấy vẫn có thể bước qua được để mà chứng minh cho mọi người thấy là tôi hoàn toàn có thể làm được. Và không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra được tầm quốc tế. Thì rõ ràng là mình phải công nhận một điều là mình rất là nể phục Chibu. Và vì Chibu nên mình mới nhận lời tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng. Vì mình xem hết tất cả các tập của Chibu luôn, mình không bỏ một tập nào cả. Thật sự là mình kiểu như là mình bị nể cô bé nghị lực này ấy. Thì đến khi mà mình xem từng tập, từng cái sự cố gắng của Chibu qua từng cái vòng công diễn ấy. Dạ. Ôi thật sự là mình chỉ biết nói một điều là cô ấy là động lực để cho mình làm rất nhiều thứ trong chương trình Chị Đẹp này. Và chị rất tự hào về em. Cô hàng xóm năm nào của chị bây giờ đã, em thấy không, đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy cái năng lực và năng lượng của em nó tuyệt vời đến mức độ như thế nào. Và cũng nhờ có em mà chị đã có dám lấy can đảm để đến với cuộc thi này, nên là cũng xin mong là xin được một chút vía của chị Pu. Bởi vì nói thật với em, lên sân khấu run lắm ấy. Yeah. Chị không hiểu luôn, chị đứng trước hàng nghìn người, chị có thể dẫn chương trình từ đầu đến cuối rất là suôn sẻ, nhưng mà không hiểu sao lên Chị Đẹp mình bị rớt cái một cách gọi là khó tả luôn ấy. Mình giống như là mình nghĩ là mình sinh ra không phải để làm ca sĩ ấy. Nên là tự nhiên mình cứ lên sân khấu mình bị sợ, mình bị ngợp, và mình cảm thấy là ôi trời ơi, nhắc lại cái cảm giác lúc quay đấy chứ mình nghĩ là mình rất là nể Chibu. Dạ. Một cái kỷ niệm rất là vui đối với Chibu mà ngày hôm nay chúng ta mới được nghe. Vậy thì không biết là khi tham gia Chị Đẹp Đời Sống thì chị có nhờ Chibu tư vấn hay là góp ý gì cho mình không? Thực ra thì chị với Chibu cũng rất là lâu rồi chưa gặp lại. Dạ. Đó từ cái năm mà bạn ấy gặp lại chị từ hồi mà hai chị em ở cùng cái khu Xuân La ấy. Và về sau có gặp một lần trong Sài Gòn, đã đi ăn đêm với nhau. Thì thời điểm đó thì bạn ấy cũng đã bắt đầu chuẩn bị làm ca sĩ rồi. Và bạn chưa làm ca sĩ đâu, nhưng lúc đấy bạn đang chuẩn bị nung nấu để làm ca sĩ. Thì mình cũng rất là động viên, và mình nghe tất cả những bài hát của Chibu, mình không bỏ sót bài nào cả. Mình thuộc luôn ấy, và thậm chí là mình nghĩ mình cũng sẽ là một người hâm mộ thầm lặng của Chibu. Ngày xưa thì bạn ấy còn nhỏ thì bạn ấy có thể là bạn hâm mộ mình, nhưng bây giờ thì mình lại là người hâm mộ bạn ấy rất là nhiều. Và mình nghĩ là cuộc sống thôi, chúng ta hãy công nhận cái khả năng của mọi người, chứ không nên bùi dập và cũng không nên nói ra những lời tiêu cực ấy. Tại vì đối với Vân ấy, Vân nghĩ là tất cả chúng ta đều có khả năng, và nếu như mà mình ta được động viên một cách đúng cách thì ai cũng có thể thành công. Tất nhiên là mình không thể chủ quan để nói là mình có thể làm tốt được mọi việc, nhưng mà mình có thể làm tốt trong khả năng của mình, và mình có thể làm tốt để cho mọi người có thể nhìn thấy được cái sự cố gắng của mình, thì điều đó hoàn toàn có thể. Thế nên là với chương trình này thì mình chưa được Chibu chỉ bảo cho điều gì, nhưng mà xem những chương trình của Chibu ở bên Trung Quốc thì nó là một cái lời động viên vô hình với mình rồi.